Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng, lại thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời? Người bảo kẻ ấy rằng Sao ngươi hỏi ta về việc lành Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống Ngươi hãy tuân giữ các giới răng Người ấy hỏi lại rằng Những giới răng nào Chúa Giêsu đáp Ngươi chớ giết người Chớ ngoại tình Chớ trộm cắp Chớ làm chứng dối Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình. Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?" Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó." thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời rồi đến mà theo ta khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn sầu bỏ đi vì anh có nhiều sản nghiệp đó là lời chúa lời anh chị em thân mến hạnh phúc đời đời là một nỗi khát khao trong thân phận con người không loại trừ một ai và từ thời xa xưa vua chúa trần gian luôn tìm kiếm những khát khao ấy bằng những món ngon vật lạ bằng những viên thuốc trường sinh bất tử Thế nhưng con người đã tìm kiếm nó trong sự tuyệt vọng Và mãi cho đến khi Đức Giêsu -xu xuống thế làm người Thì người đã chỉ cho chúng ta biết Nó ở đâu chúng ta phải làm gì Và chúng ta phải thực hiện như thế nào trong đời sống của mình Quả thật nó không ở đâu xa lạ Mà nó ngay ở trong chính tâm hồn của mình Và Chúa mời gọi chúng ta hãy thực hiện bằng việc lắng nghe lời chúa và thực thi ý chúa trong đời sống của mình và đặc biệt là chúng ta phải thực thi ý chúa trong đời sống bằng một hành động cụ thể đó chính là từ bỏ và chọn lựa trong đời sống của chúng ta trong cuộc sống thường ngày chúa không chỉ bắt chúng ta từ bỏ những điều xấu để chọn những điều tốt mà ngài còn muốn chúng ta phải từ bỏ những ý riêng để chọn những ý chung và đôi lúc ngài còn thử thách chúng ta dám chấp nhận từ bỏ những cái tốt để chọn những cái tốt hơn những cái theo thánh ý chúa hơn và trong cuộc sống nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Tôi là kẻ luôn trung thành với Chúa trong mọi lúc. Nhưng mà khi chúng ta ta gặp thử thách trong cuộc đời thì lúc đó chúng ta mới biết rằng tôi trung thành với Chúa đến mức độ nào trong đời sống của tôi. Thưa anh chị em, tất cả những điều mà chúng ta vừa nghe phải chăng được thể hiện qua hình ảnh của chàng thanh niên giàu có trong đoạn Tin mừng quả thật khi chúng ta đọc trong đoạn tin mừng này thì phần đầu của đoạn tin mừng gợi lên cho chúng ta một khung cảnh rất là đẹp bởi vì cuộc sống của chàng thanh niên xem ra có hai điều luôn đi song song với nhau một bên đó là một đời sống sung túc vì giàu có và bên kia đó là anh luôn trung thành với giới luật của chúa thảo kính cha mẹ không ghen ghét, không hận thù, không trộm cắp, không làm chứng dối. Tất cả những điều đó anh đã thực hiện ngay từ thở nhỏ. Nhưng chúng ta lại thấy khi đứng trước lời mời gọi của Đức Giêsu bán hết tất cả mọi sự để theo ta. Đây có thể nói đó là lúc mà mỗi người chúng ta đang gặp thử thách trong cuộc đời. Chúng ta đang đứng trước ngã ba của đoạn đường và trong lúc này chúa muốn chúng ta phải đi đâu phải chọn con đường nào và quả thật chàng thanh niên giàu có đã không chọn theo chúa bởi vì anh ta có một tài sản rất là lớn và khi anh ta không chọn theo chúa thì bức tranh thứ hai trong phần cuối của đoạn tin mừng cho chúng ta thấy anh giàu có anh sung túc nhưng mà anh đã buồn sầu bỏ đi nghĩa là có tiền thật sự nhưng mà không hạnh phúc không vui tươi bởi vì không có chúa ở cùng quả thật khi nói đến điều này thì tôi luôn nhớ một câu nói của đức giáo hoàng benedetto thứ 16 ngài đã nói nơi đâu có chúa thì nơi đó có tương lai nơi đâu có chúa thì nơi đó có niềm hạnh phúc và có niềm vui và chúng ta cũng có thể lấy tư tưởng đó để chúng ta nói lên một lời như chính ông gia kiêu có tiền thì không phải là có tất cả mà có chúa trong đời sống là có tất cả hết mọi sự bởi vì bằng chứng cho chúng ta thấy trước đó gia kiêu là một người một người thủ lãnh của các thu thế cho nên chỉ biết tiền Kiếm tiền Đếm tiền Và gom góp tiền Nhưng mà sau khi ông đã gặp được Chúa rồi Thì ông bỏ hết tất cả những thứ đó Và chọn Chúa làm gia nghiệp Trong đời sống của mình Thế nhưng khi nhìn về lời mời gọi của Đức Giêsu đối với anh giàu có thì tôi lại có một cái suy nghĩ như thế này tại sao chúa đòi buộc con người của chúng ta đi theo chúa thì phải nghèo đi phải khổ phải mất tất cả phải chăng là như vậy không thưa không chúa chỉ mời gọi chúng ta và thử thách chúng ta để xem lòng tin của chúng ta tin vào chúa đến mức độ nào trong cuộc sống của mình bởi vì chúng ta thấy ngay từ thở đầu tiên khi chúa dựng nên con người chúng ta thì chúa đã ban cho tất cả chúng ta mọi của cải ở trần gian này rồi nghĩa là ngài đã ban cho chúng ta sự giàu có và ngài cho chúng ta được hưởng hạnh phúc vui tươi trong ngôi vườn địa đàng cho nên chúa không bao giờ muốn con người chúng ta phải mất mát phải nghèo đi mà chúa muốn thử thách lòng tin của chúng ta vào Chúa đến một mức độ nào. Và quả thật, khi chúng ta nhìn về thời Cựu Ước thì chính Abraham đã bị Chúa thử thách xem ra là những điều quá sức chịu đựng trong cuộc sống của ông. Có một người con duy nhất nhưng mà phải sát tế cho Chúa. Nhưng Chúa đã không làm điều đó. Và trong thời Tân Ước thì chúng ta cũng lại thấy phê -rô là một người đã nói với Chúa Thưa Thầy, chúng con đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Thầy Vậy thì chúng con được ích gì? Chính Chúa Giêsu đã trả lời cho ông Các con đã bỏ hết tất cả mọi sự mà đi theo Thầy Thì các con sẽ được gấp trăm Gấp trăm ở cuộc sống đời này và cuộc sống đời sau Nhưng mà cùng với sự bắt bớ nghĩa là chúng ta đi theo chúa không phải là không còn thử thách trong cuộc đời của mình và trong cuộc sống chúng ta cũng thường hay nói lửa thì thử vàng gian nan thì thử đức người ta dùng sức nóng của lửa để biết được vàng thật vàng giả thì trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy chúa muốn dùng những thử thách trong cuộc đời của chúng ta để xem coi lòng tin của chúng ta vào chúa đến mức độ nào. Và chính chúa cũng đã nói liệu khi con người đến thì còn lòng tin ở trên mặt đất này nữa hay chăng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta xin chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày dù tôi gặp những thử thách như thế nào đi chăng nữa nhất là khi tôi đang đứng trước một biến cố khủng khiếp nhất trong cuộc đời của con người mình chúng ta luôn tin tưởng cậy trong phó thác vào chúa để niềm tin vào chúa sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời amen